Bài 4. Hào quang. Như chúng ta đã thấy trong các bài học trước, cơ thể được bao quanh bởi thể dĩ thái. Nó bao quanh tất cả các phần của cơ thể. Mở rộng bên ngoài thể dĩ thái là hào quang. Theo cách nào đó, nó cũng tương tự như thể dĩ thái, ở chỗ nó có nguồn gốc điện từ, nhưng có tương tự kết thúc. Ta có thể nói rằng hào quang cho thấy màu sắc của chân ngã. Nó giúp nhận biết một người có đời sống thuộc về tinh thần hay xác thịt. Nó cũng cho thấy một người có sức khỏe tốt hoặc kém, hoặc là thực sự bị bệnh. Tất cả mọi thứ được phản ánh trong hào quang. Đó là các chỉ số của chân ngã, hoặc nếu bạn thích, có thể gọi là linh hồn. Linh hồn tương tự như chân ngã. Trong hào quang, ta có thể thấy bệnh tật và sức khỏe, sự chán nản và thành công, tình yêu và lòng thù hận. Có lẽ cũng thật may là hiện không có nhiều người nhìn thấy hào quang, bởi ngày nay người ta sẽ tận dụng lợi thế của ai đó để hớt tay trên. Và hào quang sẽ phản bội lại mọi ý nghĩ xấu xa đó. Nó sẽ phản ánh chúng trên màu sắc và rung động thuộc về chân ngã. Thực tế là khi một người hấp hối, hào quang bắt đầu mờ dần, và trong một số trường hợp cụ thể, hào quang thực sự bị tan trước khi cái chết đến. Chỉ còn lại thể dĩ thái. Mặt khác, nếu một người bị chết đột ngột trong khi đang khỏe mạnh thì vẫn còn hào quang cho đến một lúc sau đó. Ta gọi là chết lâm sàng. Tốt hơn là ở đây, ta nên xem xét về cái chết. Bởi cái chết không phải như ta ngắt một dòng điện hay đổ một cái xô. Cái chết là một quá trình, không quan trọng người đó chết như thế nào, thậm chí bị chặt đầu. Cái chết không diễn ra ở khoảnh khắc ngay sau đó. Bộ não, như chúng ta đã biết, là một kho tế bào sản xuất dòng điện, máu cung cấp các hóa chất, độ ẩm và các vi chất kim loại. Và chắc chắn những thành phần này vẫn được lưu trong các mô của não. Do đó não có thể vẫn tiếp tục hoạt động từ 3 đến 5 phút sau khi chết lâm sàng. Một số người cho rằng có những cách làm cho người ta chết ngay lập tức. Nhưng tất nhiên điều này là vô lý. Như chúng tôi đã nói, kể cả trong trường hợp đầu bị chặt khỏi cổ, thì bộ não vẫn còn hoạt động từ 3 đến 5 phút. Đã có một trường hợp thực sự được chứng kiến và ghi chép trong những ngày của cuộc cách mạng Pháp. Một người bị coi là kẻ phản bội đã bị chặt đầu, và khi đao phủ cúi xuống túm tóc để nhặt cái đầu lên, hắn ta nói: "Đây là cái đầu của kẻ phản bội." Những kẻ chứng kiến sự hành hình thời đó được làm công khai, và nó cũng là một ngày lễ. Đã hoảng hốt khi từ đôi môi của cái đầu bị chặt mấp máy một câu không thành tiếng, đó là lời nói dối. Điều đó thực sự có thể được tìm thấy trong hồ sơ của chính phủ Pháp. Bất kỳ một bác sĩ hay nhà phẫu thuật nào cũng có thể nói cho bạn biết rằng nếu việc cung cấp máu lên não bị gián đoạn, não sẽ trở nên suy yếu sau 3 phút. Đó là lý do tại sao nếu một trái tim ngừng đập, người ta phải nỗ lực điên cuồng như vậy để khởi động lại quả tim, giúp dòng máu lưu thông. Chúng tôi đã đi lạc đề và ở đây để thấy rằng cái chết không phải là tức thời, cũng không phải là sự phai nhạt của hào quang. Đó là thực tế về mặt y học. Nhân đây, các nhà điều tra về bệnh lý học nên được biết rằng cơ thể chết ở nhiều mức khác nhau. Não chết đầu tiên, rồi đến từng cơ quan nội tạng, cuối cùng là tóc và móng. Vì cơ thể không chết ngay lập tức, nên dấu vết của hào quang vẫn còn sót lại trên đó. Vì vậy một người có thần nhãn có thể thấy được hào quang của người chết và biết tại sao anh ta chết. Thể dĩ thái có tính chất khác với hào quang. Thể dĩ thái có thể tồn tại thêm một thời gian như một con ma tách biệt. Đặc biệt nếu người đó chết đột ngột hoặc chết vì bạo lực. Một người đang khỏe mạnh bỗng chết vì bạo lực, như thể cục pin được sạc đầy. Do đó nên thể dĩ thái ở mức mạnh. Khi cơ thể chết, thể dĩ thái tách ra
và trôi đi bởi sự hấp dẫn từ trường. Nó chắc chắn sẽ đến nơi trước đây thường lai vãng. Và nếu một người có nhãn thông hay một người ở trạng thái kích động, ví dụ rung động của anh ta tăng lên, có thể nhìn thấy thể dị thái đó và kêu lên: "Ôi, bóng ma của người này hay người kia." Hào quang là một dạng vật chất thanh hơn rất nhiều so với sự thô trược của thể dị thái. Thực tế, hào quang thanh hơn nhiều bởi thể dị thái thuộc về thể xác vật lý. Thể dị thái chảy trên cơ thể giống như một chất bao phủ hoàn toàn theo đường nét cơ thể, nhưng hào quang mở rộng theo dạng quả trứng chùm lên cơ thể. Ví dụ, nó có thể cao tới hơn 20m và rộng hơn 1m2 ở chỗ phình to nhất. Nó thu gọn lại và đầu hẹp của quả trứng ở phía dưới chân. Hào quang gồm các bức xạ nhiều màu sắc từ trung tâm năng lượng này đến trung tâm năng lượng kia của cơ thể. Người Trung Quốc xưa có câu: "Một bức tranh đáng giá hơn ngàn lời." Vì thế, để tiết kiệm ngàn lời, chúng tôi đưa vào bài học này phác thảo một người với dòng lực hào quang vào và ra từ các trung tâm khác nhau, cũng như phác thảo chung hình quả trứng. Chúng ta phải làm rõ rằng hào quang thực sự vẫn luôn tồn tại dù bạn không nhìn thấy. Bạn biết đấy, bạn không nhìn thấy không khí mình thở. Và chúng ta nghi ngờ rằng liệu con cá có thể nhìn thấy nước mà nó bơi trong đó chăng? Hào quang lúc này là một lực thực sự quan trọng. Nó tồn tại ngay cả khi hầu hết mọi người chưa qua đào tạo không nhìn thấy nó. Có thể nhìn thấy một vầng hào quang bằng cách sử dụng thiết bị khác nhau, ví dụ như các loại kính bảo hộ đeo mắt. Nhưng theo những gì mà chúng tôi thấy thì những cái kính đó cực kỳ hại thị giác. Chúng làm mắt phải điều tiết, làm mọi việc theo một cách không tự nhiên. Hiện chúng tôi không thể giới thiệu một loại kính cũng như màn hình tinh thể lỏng nào để xem hào quang. Chúng tôi chỉ có thể đề nghị bạn hãy luyện tập và luyện tập. Sau đó, với một chút lòng tin và sự giúp đỡ, bạn sẽ có thể nhìn thấy. Khó khăn lớn nhất trong việc nhìn thấy những hào quang là hầu hết mọi người không tin rằng họ có thể nhìn thấy nó. Hào quang như chúng tôi đã nêu có nhiều màu sắc khác nhau, nhưng chúng tôi sẽ chỉ ra rằng những gì chúng ta gọi là màu sắc chỉ là một phần đặc biệt của quang phổ. Nói cách khác, mặc dù chúng tôi sử dụng từ màu, chúng tôi cũng có thể cũng trích dẫn tần số sóng của nó. Điều mà chúng ta gọi là đỏ hay xanh, nhân đây ta có thể nói rằng màu đỏ là màu dễ nhìn thấy nhất. Màu xanh thì không dễ như vậy. Một số người không thể nhìn thấy màu xanh. Có những người khác không thể nhìn thấy màu đỏ. Nếu bạn là người có thể nhìn thấy hào quang thì cũng xin nói rằng hãy cẩn thận, đừng nói dối. Bởi nếu bạn nói dối, hào quang của bạn sẽ phản bội lại bạn. Thông thường một người sẽ có vầng hào quang màu xanh nhạt hoặc vàng. Nếu có một lời nói dối, một làn sáng vàng xanh sẽ bắn ngang qua vầng hào quang. Đó là một màu rất khó tả, nhưng ai đã nhìn thấy màu đó một lần sẽ không bao giờ quên. Như vậy, khi nói dối, bạn phản bội chính mình ngay lập tức bởi việc bắn ra một tia lửa vàng xanh trên đỉnh của hào quang. Có thể nói rằng hào quang cơ bản được mở rộng lên đến mắt. Tiếp đó là một lớp vầng màu xanh hoặc vàng rực rỡ. Sau đó, ở phần trên cùng của hào quang, bạn có một đài phun ánh sáng mà phương Đông gọi là hoa sen, bởi vì nó thực sự giống thế. Màu sắc của nó thay đổi, và để dễ hình dung, bạn có thể tưởng tượng hoa sen đang nở. Một người có đời sống tâm linh càng cao thì vầng hào quang đó có màu vàng nghệ rực rỡ. Nếu một người có suy nghĩ không rõ ràng thì vầng hào quang biến thành một màu bùn nâu khó chịu, bao quanh bởi màu mật xanh pha vàng, biểu hiện sự lầm lạc. Chúng tôi tin rằng nhiều người nhìn thấy hoặc cảm nhận được hào quang mà không biết rằng họ thấy. Một điều khá phổ biến khi ai đó nói rằng cô ta phải mặc màu này hay màu kia,
cô ta không thể mặc cái màu nào đó được, bởi theo bản năng, cô ta nghĩ rằng nó sẽ đụng độ với hào quang của cô ấy. Bạn có thể nhận thấy một người mặc những quần áo hoàn toàn không thể chấp nhận được với những gì mà bạn hình dung. Bạn có thể không nhìn thấy hào quang, nhưng bạn, người có thể đang phát triển tri giác hơn bạn của mình, sẽ biết rằng cái màu sắc đó hoàn toàn xung đột với hào quang của cô ta. Rất nhiều người sau đó ý thức, kinh nghiệm hoặc nhận thức được hào quang của con người. Nhưng vì từ thời thơ ấu, họ đã được dạy rằng nhìn thấy cái này hay cái kia là vô lý, nên họ đã tự thôi miên bản thân mình rằng họ có thể không có thể nhìn thấy một điều như vậy. Có một thực tế nữa là một người có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình bởi việc mặc quần áo một số màu nhất định nào đó. Nếu bạn mặc một bộ quần áo có màu xung đột với hào quang của mình, chắc chắn rằng bạn sẽ rất dễ bị ốm hoặc không thoải mái. Thậm chí bạn còn khó chịu đến tận lúc cởi bỏ những đồ đó ra. Bạn có thể phát hiện ra rằng một màu sắc đặc biệt nào đó trong nhà làm cho bạn bị kích thích hoặc xoa dịu. Cuối cùng, màu sắc đơn giản chỉ là tên gọi cho những rung động khác nhau. Màu đỏ rung động một tần số, màu xanh rung động ở tần số khác, màu đen lại khác nữa. Giống như sự rung động mà chúng ta gọi là âm thanh có thể gây xung đột và làm nên bất hòa. Những rung động vô thanh mà chúng ta gọi là màu sắc cũng có thể gây ra việc tương tự và tạo ra một linh hồn bất hòa.